Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay 17 tháng 8, Chelsea sắp có liền 3 tân binh. Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay cập nhật thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất diễn ra trong ngày hôm nay 17 tháng 8. Chelsea sẵn sàng đón Fofana và Aubameyang. Mới nhất, Barca và Chelsea đã tìm được tiếng nói chung cho thương vụ tiền đạo Aubameyang với mức phí khoảng 21 triệu bảng Anh. Chưa dừng lại ở đó, trung vệ Wesley Fofana của Leicester đang liên tục gây áp lực lên ban lãnh đạo để gia nhập Chelsea. Song song với đó, mức giá 80 triệu bảng Anh mà phía bày cáo yêu cầu cho trung vệ người Pháp cũng sẽ chỉ được đội chủ sân Stamford Bridge đồng ý duyệt chi. Ngoài ra, Sky Sport Italia đưa tin tiền vệ 19 tuổi Carcel Cascadei sẽ rời Inter để bay đến Anh vào ngày mai, ngày 17 tháng 8, để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 20 triệu euro tới Chelsea. Như vậy, The Blues cũng đã sở hữu tân binh thứ tư sau Koulibaly, Sterling và Mark Cucurella. Có thể đến trước khi đóng cửa kỳ chuyển nhượng, Chelsea sẽ hoàn tất các hợp đồng và chốt sổ. Ronaldo có thể gia nhập Atletico Madrid. Ronaldo đang phải nhận vô vàn lời chỉ trích ở MU. Anh bị coi là phải chịu trách nhiệm cho hai trận thua bạc nhược mà Quỷ Đỏ trải qua từ đầu mùa cho tới nay. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Diego Simeone bất ngờ bóng gió về việc muốn chiêu mộ siêu sao người Bồ để về gánh vác hàng công Atletico Madrid. Nên nhớ, MU cũng đang có những động thái muốn đẩy cựu sao Real Madrid rời khỏi Old Trafford và chiêu mộ về Alvaro Morata từ đội chủ sân Wanda Metropolitano. Đây có thể là cơ sở cho một vụ trao đổi bom tấn giữa hai đội bóng trong những ngày cuối cùng của phiên chợ hè. Man City chính thức đón thêm tân binh. Sau nhiều nỗ lực, Man City đã có được chữ ký của Sergio Gomez từ Anderlecht với mức giá 11 triệu bảng. Hậu vệ trái sinh năm 2000 gắn bó với The Citizens theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm tại Etihad. Sergio Gomez sẽ mặc áo số 21. Cầu thủ người Tây Ban Nha là sự thay thế cho Alexandra Zinchenko, người rời Man City để chuyển tới Arsenal cách đây chưa lâu. Sergio Gomez là bản hợp đồng thứ tư của Man City trong mùa hè 2022. Chelsea sẵn sàng thanh lý Conor Gallagher. Newcastle đang liên hệ với Chelsea về cầu thủ trẻ Conor Gallagher nhằm giúp huấn luyện viên Eddie Howe hoàn thiện dự án bóng đá cho những tham vọng mùa giải 2022-2023. Gallagher thi đấu ở Crystal Palace theo dạng cho mượn ở mùa giải trước. Anh vừa thi đấu tại Stamford Bridge và có cơ hội nhất định trong chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Huấn luyện viên Eddie Howe rất thích Gallagher. Cầu thủ 22 tuổi này được chờ đợi sẽ mang đến sự cân bằng và khả năng bùng nổ cho Newcastle. Chelsea đang có kế hoạch tăng cường tuyến giữa với Frankie de Jong, thế nên The Blues sẵn sàng thanh lý Gallagher. West Ham hỏi mua hậu vệ tiền Ý. West Ham đã tiếp cận Chelsea để ký hợp đồng với hậu vệ trái Emerson Palmieri. Ông chủ kiêm giám đốc thể thao Todd Bowley của Chelsea nói rõ rằng The Blues chỉ muốn bán đứt Emerson chứ không cho mượn. Nice đã hỏi mượn vào tháng 7 nhưng bị từ chối và đến lúc này không còn cuộc đàm phán nào nữa. Đội bóng của David Moyes đang rất cần sự gia cố hàng phòng ngự, với Aaron Cresswell là hậu vệ trái cao cấp duy nhất trong đội sau khi Arthur Masuaku gia nhập Besiktas dưới dạng cho mượn. MU và Atletico đàm phán chuyển nhượng Alvaro Morata. Theo báo chí Tây Ban Nha, MU đang xem xét về khả năng đưa Alvaro Morata trở lại với sân chơi Premier League trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè. MU hiện đang thiếu nhân sự trên hàng công. Đồng thời, huấn luyện viên Erik ten Hag quyết mạnh tay với Cristiano Ronaldo. Vì thế, chiêu mộ thêm chân sút mới là yêu cầu bắt buộc với Quỷ Đỏ. Morata là gương mặt mới nhất được huấn luyện viên ten Hag và bộ phận bóng đá ở Old Trafford đang theo dõi. Cầu thủ người Tây Ban Nha vừa có cú đúp trong trận mở màn La Liga đều từ những đường truyền của Javi Felix. Mặc dù vừa tỏa sáng, Morata vẫn không nằm trong kế hoạch chính của huấn luyện viên Diego Simeone. Atlético sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cùng MU để giải quyết tương lai của cựu cầu thủ Real Madrid. Dele Alli sắp rời Everton sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, tiền vệ Dele Alli sắp cập bến đại gia Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas theo bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải 2022-2023. Cầu thủ 26 tuổi vừa gia nhập Everton vào tháng 1 dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Tottenham,
Mặc dù vậy, anh không được huấn luyện viên Frank Lampard trọng dụng. Việc sang đất thổ chơi bóng có thể chấm dứt mọi hy vọng lên tuyển Anh của Ali. Anderson bị fan Liverpool dọa giết. Trung vệ Crystal Palace, Joachim Anderson tiết lộ anh đã phải nhận vô số tin nhắn dọa giết từ người hâm mộ Liverpool sau trận đấu tại vòng 2 ngoại hạng Anh 2022-2023. Tại Anfield, Anderson đã khiến Darwin Nunez nổi điên dùng thiết đầu công và phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, có không ít fan tỏ thái độ bức xúc với Anderson vì cho rằng anh chàng này đã có tiểu xảo với Nunez. Everton từ chối bán Gordon. Theo Sky Sports, Everton tiếp tục từ chối lời đề nghị hỏi mua Anthony Gordon từ Chelsea. Được biết, Chelsea đã trả giá đến 45 triệu bảng hỏi mua tiền vệ trẻ này nhưng không thành công. Phía Everton đòi tới 50 triệu bảng. Dortmund trói chân Jamie Bino. Dortmund đã chính thức trói chân tiền đạo 18 tuổi người Anh Jamie Bino bằng hợp đồng mới kéo dài đến năm 2025. Jamie Bino được ví von là Sancho mới của Dortmund vì chơi cùng vị trí và từng ăn tập 2 năm tại Man City. Philippines có thể thay Ấn Độ dự Asian Cup 2023. Với việc Ấn Độ bị FIFA cấm tham gia mọi giải đấu vô thời hạn, Philippines có cơ hội lớn giành vé dự Asian Cup 2023. Tại vòng loại vừa qua, Philippines chính là đội nhì bảng duy nhất không có vé dự giải đấu này do không nằm trong top xuất sắc nhất. Neville dự MU bật khỏi top 10. Chia sẻ quan điểm trên Sky Sports, cựu thủ quân của Man United là Gary Neville dự đoán đội bóng cũ của mình có thể về đích ở nửa sau bảng xếp hạng Premier League nếu để Cristiano Ronaldo ra đi trong hè này. Theo Neville, Quỷ Đỏ rất khó tìm được một chân sút tốt để thay thế cho CR7 trong phần còn lại của phiên chợ hè năm nay. Huấn luyện viên Allegri chia sẻ về sức khỏe của Di Maria. Trong trận tiếp đón Sassuolo rạng sáng nay, sau khi ghi bàn và kiến tạo, Di Maria đã rời sân vì chấn thương. Tuy vậy, trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Allegri khẳng định không lo lắng với chấn thương này của tiền vệ người Argentina. Theo Allegri, Di Maria chỉ bị đau nhẹ nên ông để anh rời sân để tránh rủi ro. Fofana bực tức vì chưa thể tới Chelsea. Theo Sky Sports, trung vệ Wesley Fofana rất muốn gia nhập Chelsea trong hè này để nâng tầm sự nghiệp. Vì vậy, tài năng trẻ 21 tuổi này rất bực tức khi Leicester hai lần từ chối đề nghị của Chelsea. Tân binh Arsenal khen Martinelli. Chia sẻ trên Standard Sport, Zinchenko đưa ra lời khen có cánh dành cho đồng đội mới của mình là cầu thủ chạy cánh Gabriel Martinelli. Anh đã ví tiền đạo người Brazil là kim cương và đánh giá tài năng trẻ này có tương lai rất sáng. Tuchel và Conte bị FA buộc tội. Huấn luyện viên Thomas Tuchel và Antonio Conte đã bị FA tố vi phạm điều E3, điều luật liên quan tới hành vi trong trận và bình luận về trọng tài. Hai nhà cầm quân này có thời hạn tới ngày 18 tháng 8 để kháng án. Họ sẽ phải nhận án phạt từ FA. Văn Lâm khoác áo số 35 tại Bình Định. Sau khi ký hợp đồng 3,5 năm với Bình Định, Văn Lâm đã được trao chiếc áo số 35. Áo số 1 của Bình Định hiện đang thuộc quyền sở hữu của thủ thành Thục Kha. Văn Lâm sẽ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh tới Quy Nhơn để hội quân cùng đội bóng mới. Trọng tài trận Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai đối mặt án phạt từ VFF. Trưởng ban trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền nhận định trọng tài Ngô Duy Lân đã mắc nhiều sai sót khi điều khiển trận Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12 V-League cuối tuần qua. Trong đó có tình huống phạm lỗi nguy hiểm của Duy Mạnh với Bruno. Với nhiều sai sót, vì vua sân cỏ này có thể sẽ bị treo còi ở vài vòng đấu sắp tới.